Xin chào các bạn, tôi bác sĩ Sắp Việt Đức đây. Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao quy đầu bằng máy cho một cháu bé 12 tuổi. Các bạn thấy là lông nó đang lún phún một tí tí. Đau không cháu? Không đau ạ. Không đau không? Nó chỉ bị gì? Nhột khi mang khi mà nó chạm vào quy đầu nó hơi nhột đúng không? Đúng ạ. Các bạn thấy là kết quả cắt quá đẹp này. Không? Vừa vặn. Chào bạn, tôi xin sau thì tôi hôm nay có một cái cháu bé 13 tuổi rồi bạn, cháu bị hẹp bao quy đầu đấy. Bạn thấy là chim trông giống như thể là cái mũ đầu bếp ấy nhỉ, trời, cái mũ của mấy cái em gái hay có cái vắt dạng sau ấy đúng không? Đây bạn thấy là chim trông rất bình thường. Những cái này thì thường ấy, thì cái da trên lưng các bạn này, phía trên này nó nhiều, đấy còn cái da cái bụng nó lại ít, nó bị teo lại, là cái dị tật đấy của cái cậu nhỏ, ngoài ra còn da bị dính này, đấy, nó bị dính giữa da và niêm mạc, thời hạn thì cũng ngắn, bạn ấy. Quy đầu. Ừ. Bạn bị hẹp bao quy đầu. Chim này mình biết sang đi sang nước ngoài là các cô ấy cười trời. Những cái chim này cắt rất là khó để mà nó đều. Cái này thì chúng ta rất là nên cắt bằng máy nhé. Thế có bạn gái chưa ở trong? Chưa. 12 tuổi mà chưa bạn gái. Chưa. Thế trong lớp các bạn nào có chưa? Dạ. Trong lớp cháu các bạn nào có bạn gái chưa? Chưa. Ok. Thôi chưa thôi nhớ. Ông ấy 12 tuổi vào đâu dậy thì rồi các bạn này. Thì nó hơi sớm. Cắt chặt cho bố con em con đi. Cái gì? Mẹ con bảo là lần này là con đi cắt xong rồi sau cho bố với con đi. Bố với em? Bố với em ạ. Thế đang nhá, phải cắt cho bố chứ. Thực tế không biết nhưng mà biết không ạ? Là làm sao cho em con đi cắt. 12 tuổi là nó mới đến lớp 7. Như bạn thấy là cái size này là size 26 năm. Lông đang một chưa mọc cái sợi nào. Hôm nay mà lớn lên rồi là anh nghĩ là 30 rồi. Thúy mà để thêm hai đứa nữa cũng được đúng không? Đôm thế này thì cũng trẻ quá. Giờ mẹ em mà lấy thêm chồng nữa, thôi có cho đẻ thêm hai đứa nữa không? Thích thì cứ đẻ rồi. Đẻ thì đẻ được, nhưng mà bây giờ nuôi phục phết. Công nhận được áp lực nuôi con đến mức mà người ta không dám lập gia đình. Kể cả những đứa giàu. Chứ mẹ Thúy có phải đi chụp không? Không.